Sorry, yes. DJ. Man Hero xin chào các bạn, chúc các bạn ngày chơi game thật vui vẻ. Thì hôm nay là ngày thứ tư của sự kiện này, chúng ta sẽ đi đến cái màn thứ tư. Màn này thì chúng ta có nhiệm vụ là đưa Erwin lại gần với lại Lyanna. Màn này thì nó không có gì khó, chủ yếu là thời gian thôi các bạn. Không có điều kiện 3 sao nè. Erwin và điều kiện thắng là Erwin và Lyanna gần kề. Còn điều kiện thua là Erwin Lyanna tử vong. Thế nghĩa là bạn cũng không được công kích con này luôn nha. Công kích con đó chết là mình cũng thua. Thì bạn này thì mình đi cẩn thận xíu là qua màn. Màn này nó dễ lắm. Và nhiều khi nó dễ nó sẽ đi chủ quan. Nhưng mà màn này nó chỉ cho mình là 12 hiệp thôi. Nên là có nhiều khi á, là các bạn đưa quân lên trên này sẽ không đủ thời gian. Mình đi hai lần. Lần đầu thì mình đi qua đầu tiên. Lần thứ hai mình đi lại thì hay đi long nhong chơi bời dạo chơi trong thành này xíu đó các bạn. Và quên mất cái hiệp. Thành thử ra là không đủ hiệp. Các bạn cứ đánh ở trên này. Đánh ở trên này xong nè là tự động lính ở trên kia nó sẽ xuống, mình khỏi cần phải lên trên đó. Mình cứ xua quân lên thôi. Đi càng nhanh càng tốt. Lính tự động ở trên nó xuống rồi các bạn ạ. Nó bắt đầu đi xuống hết rồi. Một con, hai con, ba con. Mất mạng cũng không để cái người qua đây. Ok, chơi à. Hơi bị thiếu đam xíu các bạn.
bỏ qua ma thú. Là bốn thường á, bốn thường thành ra thiếu đam. Giờ các bạn quýnh kêu đủ đam. Hiệp thứ tư rồi. Chón nó bắn đá cái chón luôn. Ám sát, ám sát rồi đó các bạn, ám sát rồi đó các bạn. Kỵ binh, bộ binh, mấy con phi binh với cái con cung này nó không có hề. Một mớ máu về. Ok. Rồi. Nó hộ vệ rồi kìa. Bị kẹt ở đây hết 5 hiệp rồi. Giờ đánh gì đi. Giờ đánh gì đi. Này, 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 thì thiên sứ nó đang trâu quá. Rồi, nhanh chóng rút lên trên. Không ai chơi ngông như mình à. Lấy ngựa hữu giáo à. Ok. Ổn. Qua đây chờ. Rồi hai con này xuống. Còn bên này nó cũng xuống luôn. Các bạn quýnh xong ở dưới là nó tự động nó xuống. Nhưng mà cái đó là cũng là cái chiêu đó nha. Mình quýnh nó ở dưới đây mà bị lâu quá là không đủ hiệp. Con này nó đánh tới nè. Thì thôi đâu có việc gì rồi. Còn ta 6-7 hiệp nữa à. Thì bây giờ mình ủi nó luôn nha các bạn.
ủi nó luôn, nó chết thì được đi nữa, còn nó không chết thì con này mình chết. À, ủi nó luôn đi nha, cho cái con kia nó xuống luôn. Ừ, đó, nó xuống luôn. À, đỡ mất công. Nó xuống, nó xuống rồi. Con này thì nó đi chậm, kéo qua đây. Rồi xuống đi. Đỡ mà không phải đi lên đâu các bạn. Rồi, một bạn. Rồi, hai bạn. Bạn này có chiêu nào ma pháp sạm vi sát thương giãn 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 cách xã hội. Ok, mạnh dữ. Rồi xong rồi. Bại rồi. Đừng có quýnh. Trời, chạy chạy quýnh là thua đó trời. Rồi, vậy là xong các bạn. Mình lấy con sô da mình dụng nó xuống luôn, chó lẹ. Ok, bằng này thì dễ đi bình thường. Rồi chúc các bạn qua mạng vui vẻ và tham gia sự kiện. Chuyện này thì nó mở tới bàn thứ tư, ngày mai thì mở tới bàn thứ năm. Và đó là cũng là mở thêm một bên đổi khác. Đây nè, ngày mai thì màn này. À, màn ma kiếm à Hazard gì đó. Đánh xong màn này thì mở cái đổi khác. Nói chung là mình ngứa tay ngứa chân rồi mình đổi hết rồi. Còn cái này mình thấy phí quá nên mình không có đổi. Ok, Manero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc các bạn có ngày chơi game thật là vui vẻ.